Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình đi bem co nha mọi người nha. Hôm nay mình có quay vài đoạn nhưng mà lăng kính mình bị mờ con nên mình không có quay nha mọi người nha. Hôm nay mình vừa mới hạ được một con co nha. Đây, vừa mới nhặt được mọi người. Cái cánh nha mọi người nha. Xuyên qua ực luôn nè. À, không chết được nè. Quá trắng nha mọi người nhé, xuyên luôn nhưng mà nó không chết được. Cứ ly mình bên thì cứ tầm 80 mét nha mọi người nhé. Chỗ cái bụi rậm rậm kia kìa, ngay chỗ ngón tay mình á, mình vừa mới bên từ đó ra đây, giờ mình xuống đây mình nhặt. Vừa mới hạ được một con rồi nha anh em. Cây trên kia kìa. Con chim cu nha. Giờ mình ra dưới gốc cây mình nhặt nha mọi người nha. Rồi. Giờ mình quay cho con chim cu nha mọi người nha. Đây nè. Tí nữa bém con gì mình lại quay cho mọi người xem. Đừng ở đây mình bèm nha mọi người nha. Mình dựa vào cái đây. Từ đây ra kia. Chỗ có cái cà phê đầu ngón tay mình chỉ đó mọi người. Chắc tầm 50 mét nha. Vừa mới tới rồi mọi người nha. Con này nè. Hôm nay mình có bèm dưới gốc cà phê con này. Nó gục rồi tự nhiên lại bay nè mọi người nè. Nè con này nè. Con này nhỏ lắm này. À, hôm nay trung mình bắn trong nghe cành nó mọi người ở đây này, xuyên qua đây nha, xuyên đây luôn mà nó không chết được, nó vẫn bay được cũng hay chứ. Cũng tạm được nha mọi người nha. Giờ mình để bên trước. Tí nữa có gì thì mình có một chỗ mình quay cho mọi người xem nha. Thành quả của mình buổi chiều ngày hôm nay nha mọi người nha. Được 3 con thôi. Một con này là mình không có quay được cho mọi người xem này. Lúc đó lăng kính mình mờ này. Ở đây một con là mình quay được này. Còn chim cu này mình quay được nữa. Rồi nhá. Giờ trời cũng mưa rồi mọi người ạ. Rồi. Mình xin chào mọi người nha. Rồi hẹn gặp lại mọi người clip lần sau nha.